Tối ngày 8 tháng 9, Gigi Phương Trinh nhận điện thoại và khóc. Tội nghiệp Phi Nhung quá. Mới đây tại một live stream, sở dĩ Gigi như vậy vì tội cho Phi Nhung lắm. Phi Nhung không có gia đình, chỉ có một đứa con gái bên Mỹ thôi. Lâm Tiểu Vân nói, mới đây tại một live stream cùng bạn bè, ca sĩ Lâm Tiểu Vân đã kể lại trạng thái của Gigi Phương Trinh cách đây một tuần khi nghe tin đồn Phi Nhung qua đời. Cô nói, tôi nhớ vào tuần trước, chị Gigi Phương Trinh đi hát ở Las Vegas. Tôi chính là người lái xe chở chị ấy cùng ba đứa con của chị Las Vegas đi hát. Lúc đó, tôi cũng đang buồn lắm vì không biết tình hình Phi Nhung bên Việt Nam ra sao. Thông tin về Phi Nhung rất nhiều. Người nói Phi Nhung chết, người nói hấp hối, mỗi người một kiểu, người nói này, người nói kia. Tôi đang hoang mang, không biết mọi chuyện thế nào. Thì đùng một cái, có một cuộc điện thoại gọi đến cho Gigi. Đúng lúc tôi đang lái xe. Lâm Tiểu Vân, Gigi Phương Trinh đang ngủ, bật dậy nhận điện thoại rồi khóc ré lên. Trời ơi, chết rồi. Tin đó là thật không? Nghe từ đâu? Tội nghiệp Phi Nhung quá. Gigi khóc quá trời, khiến cho tôi đang lái xe cũng phải run tay. Rồi nghẹn ngào, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh để đảm bảo an toàn cho ba đứa nhỏ đằng sau. Tôi cũng khóc, mà không dám khóc lớn vì đang lái xe trên cao tốc, sợ xảy ra chuyện. Tôi phải bình tĩnh vì còn bao nhiêu mạng trong tay mình. Tới khách sạn, Gigi như người mất hồn, ăn không ăn, uống không uống, chẳng làm được gì. Sở dĩ Gigi như vậy vì tội cho Phi Nhung lắm. Phi Nhung không có gia đình, chỉ có một đứa con gái bên Mỹ thôi. Tôi cũng quen Phi Nhung lâu rồi nên biết hoàn cảnh. Phi Nhung còn là em nuôi của Gigi Phương Trinh, gọi mẹ Gigi là bà ngoại, nên Gigi thương Phi Nhung lắm. Phi Nhung rất tội nghiệp, không người thân thích. Cảm giác của tôi và Gigi lúc đó bàng hoàng lắm, giống như nghe tin em mình chết mà không làm gì được. Tôi chưa từng trải qua cảm giác như thế, khóc mà không dám khóc, người run lên nhưng phải giữ bình tĩnh. Gigi Phương Trinh mất hồn cả ngày hôm đó luôn. Nhưng ngay sau đó tôi đã linh tính rằng thông tin Phi Nhung chết là không đúng, sẽ phải có một tin khác tới. Gigi Phương Trinh nghe vậy liền tiếp lời. Lúc đó tôi hoảng sợ lắm, tôi vốn không coi YouTube hay báo mạng nên chẳng biết gì. Nghe tin Phi Nhung bị như vậy, tôi mất hồn mất vía, hồn vía lên mây luôn, thất thần cả ngày hôm đó. Tôi nghĩ mình không hát nổi, phải nghỉ, vì tôi hát nhạc new wave, lên sân khấu là phải nhảy nhót, máu lửa. Tâm trạng bị như thế rồi thì sao hát nổi. Tôi nghe tin đó từ một người thân cận nên mới bàng hoàng như thế. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện đã qua, và đến ngày hôm nay Phi Nhung đã tiến triển. Nôn tôi mừng lắm, nhẹ cả người. Mới mấy ngày hôm trước thôi, tình hình Phi Nhung không có chút gì khả quan nào, nên tôi làm tiệc sinh nhật mà vẫn cứ lo. Tôi định hủy tiệc sinh nhật, nhưng nghe tin Phi Nhung có tiến triển thì tôi yên tâm tổ chức.